Trần Trần Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ của California, tức là 8 giờ 30 giờ của Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng chúng ta sẽ đi vào bản tin mỗi một ngày của chúng ta. Đầu tiên hết là Iran đã bắn 200 hỏa tiễn vào lãnh thổ do Thái trong cuộc tấn công đợt thứ hai kể từ hồi tháng 4. Bản tin mới nhất cho biết từ Washington thì Iran đã bắn gần 200 hỏa tiễn mày thứ ba vào cái mà họ gọi là trả thù nhắm vào Do Thái sau khi mà Do Thái sát hại một lãnh đạo của Hezbollah, trong đó bao gồm luôn cả Hassan Nasrallah. Hiện nay vẫn chưa có báo cáo từ phía Do Thái về sự thiệt hại sau khi có cuộc bắn này vào Tel và khu vực trung tâm của Do Thái. Một người đàn ông đã bị thiệt mạng ở Jericho, nằm ở tại khu vực West Bank, vốn là người Palestine. Khi đó thì Iran cho biết, ở phía Do Thái cho biết là khoảng 200 cái hỏa tiễn đã bắn vào đây theo tường trình của ngũ giác đài và căn cứ những gì chúng tôi biết được trong giai đoạn này thì cuộc tấn công này đã bị đánh bại và bị ngăn chặn cố vấn an ninh quốc gia của hoa kỳ là chết sullivan đã phát biểu tại tòa bạch ốc và cuộc tấn công này đã bị ngăn chặn bởi lực lượng phòng không của Do Thái và Ngũ Giác Đài và ít nhất có hai chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ đã bắn hàng chục cái hỏa tiễn để ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn của Iran. Do Thái và Hoa Kỳ cam kết sẽ chặn đứng tất cả những cuộc tấn công này. Chúng tôi chọn là sẽ có một cái sự chứng minh và trong đó là cuộc tấn công gây bất ngờ này. Tuy nhiên thì à, chúng tôi đã bắt đầu à, ngưng lại và chúng tôi đã bắt đầu có những cái hành động à, bảo bảo vệ cho chúng tôi từ các lãnh đạo. Đó là lời phát biểu của tư lệnh Do Thái là Herzi Halavi đã phát biểu trong bản sách mình. Cuộc tấn công diễn ra giữa lúc mà Trung Đông Đang có cái cuộc gọi là cuộc chiến mở rộng Sau khi mà Do Thái đã có những cuộc tấn công Vào miền Nam Lebanon Và chúng tôi rất rõ ràng là những gì có thể đưa ra Đó là sự uh, Xin lỗi quý vị À đó là cái hậu quả của cuộc tấn công này và chúng tôi nghĩ rằng là do Thái sẽ có một cái hành động trả đũa ông Sullivan cho biết như trên và hỏa tiễn này được xem là đã bắn vào trong khu vực của do Thái và cuộc tấn công này diễn ra trong cái được xem là cái ngày holiday cao của do Thái và và cái đại lễ có tên gọi là Rose Hasnaha bắt đầu từ ngày thứ tư đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất và phía tòa báo cho biết là ông tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho lực lượng quân sự Hoa Kỳ hỗ trợ cho do Thái bảo vệ trước các cuộc tấn công không có gì sai lạc, Hoa Kỳ sẽ là quốc gia hoàn toàn hoàn toàn ủng hộ cho do Thái. Ông Joe Biden đã phát biểu như trên và khi được hỏi đến việc phản ứng của Hoa Kỳ, ông Joe Biden cho biết là nó còn đang ra chờ đợi xem những gì đang xảy ra. Tòa Bạch Ốc cho biết rằng là họ đã cảnh cáo phía của Iran là chuẩn bị tấn công một cuộc tấn công bất ngờ vào do Thái và hiện nay thì cuộc tấn công này đã diễn ra. Cùng một lượt thì trong bản tin ngày hôm nay, ông Netanyahu đã lên tiếng và nói rằng Iran đã có một cái sự lỗi lầm lớn khi mà tấn công vào do Thái và sẽ trả giá. Nhà lãnh đạo của Do Thái cam kết rằng Do Thái sẽ có hành động trả đũa sau khi mà Iran đã bắn khoảng 180 cho tới 190 cái hỏa tiễn vào lãnh thổ của họ vào ngày thứ ba, trong đó khiến cho hàng triệu người Do Thái phải đi vào hầm trú ẩn bom sau một giờ, một giờ đồng hồ bị tấn công và việc này do phía Iran đã đưa ra một cái lỗi lầm lớn và họ sẽ phải trả giá cho chuyện này. Chế độ Tehran sẽ không hiểu được là sự phá hủy và và sự tự vệ của chúng tôi và những gì mà chúng tôi sẽ buộc kẻ thù của chúng tôi phải trả giá đó là lời phát biểu của ông Netanyahu đã phát biểu ngay trong cái nội các an ninh của ông vào buổi tối ngày hôm qua và Singer và DF đã không hiểu được điều này và kể cả Nasrallah cũng như là Mosen đều không hiểu được này và Tehran cũng không hiểu được điều này và họ sẽ hiểu và chờ chúng tôi sẽ đưa ra quy tắc của chúng tôi là tất cả những ai tấn công chúng tôi chúng tôi sẽ tấn công lại họ đó là lời phát biểu của ông Netanyahu đưa ra và ngày hôm nay trên hết và tất cả lực lượng của ánh sáng của thế giới sẽ nhìn thấy và đoàn kết đứng chung để ra nhắm vào những chế độ chế độ của Ayatollah một chế độ đầy đen tối và trong đó họ đã hành động khủng bố và gây hỗn loạn ở khu vực họ sẽ không thể nào đứng tất cả thế giới để sẽ đứng chung với phía do thái và sự chọn lựa này sẽ rất là rõ ràng giữa một chế độ chuyên trị và tự do đó là điều mà chúng tôi nói trong khi đó thì bộ trưởng quốc phòng của do thái là ông Joab Galan cũng lên tiếng nói rằng Iran đã không học được những bài học và việc tấn công vào lãnh thổ do Thái, họ sẽ trả một giá rất đắt. Đó là lời phát biểu của ông Galandira và vọng nói thêm rằng ông đã nói chuyện với lại tất cả các chỉ huy của lực lượng IDF tức là lực lượng quốc phòng do Thái cùng một lượt với các lãnh đạo cao cấp của Bộ Quốc phòng do Thái để bắt đầu chuẩn bị cho việc trả đũa ngay sau khi mà phía của Iran tấn công thì do Thái tuyên bố là sẽ có những hành động trả đũa đích đáng cùng một lượt thì trong ngày hôm nay phía do thái đã lên, lên ban lệnh cấm lãnh đạo của liên quốc bước chân vào quốc gia của họ sau khi mà ông này có những cái phản ứng liên quan tới cuộc tấn công của iran do Thái tuyên bố và là ông tổng thư ký của Liên Quốc là ông Antonio Guterres là người không được phép bước chân vào do Thái và cáo buộc ông này đã có hành động không lên án cái hành động mà tấn công vào lãnh thổ của do Thái bằng mà hòa thiện của Iran bất kỳ ai mà không có lên án về cái hành động tấn công một cách vô lý của Iran vào do Thái đều không được phép bước chân vào lãnh thổ do Thái đó là lời phát biểu của ngoại trưởng do Thái ông ông Israel Khan đã lên tiếng phát biểu như trên và hành động chống do thái của ông tổng thư ký này đã ủng hộ cho chủ nghĩa khủng bố, hãm hiếp và những kẻ sát nhân. Ông Katz đã lên tiếng và nói rằng ông Guterres người mà ông tố cáo buộc rằng đã có những hành động ủng hộ cho chủ nghĩa khủng bố của Hamas, của Hezbollah, của Houthi và bây giờ là Iran được xem là kẻ đứng đầu trên toàn cầu về vấn đề khủng bố, cho thấy rằng là cái lịch sử của của Liên quốc đã bị đen tối bởi cái giai đoạn ông này cầm quyền và tiếp theo cuộc tấn công của hỏa tiễn của Iran vào lãnh thổ do Thái vào ngày thứ ba ông Guterres lên án là à, không thể để cho cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ và gia tăng gia tăng các cuộc bảo à, gọi là tấn công tuy nhiên à, ông nói rằng cần phải chấm dứt chúng ta tuyệt đối cần một cái thỏa hiệp nâng bắn do Thái đã lên tiếng và chỉ trích phía Liên Quốc và quan hệ giữa quốc gia này và cộng đồng quốc tế dường như đã bị thúc đẩy bởi ông Guterres và khiến cho do Thái bị mất à, chỗ đứng ở trên à, chính trường quốc tế bởi ông Guterres và bây giờ họ chính thức ngăn cấm không cho phép ông Guterres được bước chân vào lãnh thổ Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cựu tư lệnh của Hoa Kỳ là Cal đã lên tiếng và nói rằng Do Thái có thể nhắm mục tiêu vào nhà lãnh đạo tối cao của Iran là ông Khamenei. Do Thái có thể sẽ có một cái hành động âm thầm lặng lẽ và sẽ à, có hành động trả đũa đối với lại phía của Iran và tiềm năng là sẽ nhắm vào các cái à, về vị trí nguyên tử hoặc là thể, có thể sẽ tìm cách gọi là truy sát đối với nhà lãnh đạo tối cao của Iran là ông Ali Khamenei à, và trong đó là lời khẳng định của cựu tư lệnh lục quân vệ hưu của Hoa Kỳ là Kev Kellogg đời nay là cố vấn an ninh quốc gia từng là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời của cựu tổng thống Trump và phó tổng thống Mike Pence đã nói ra vào ngày thứ ba và thủ tướng do thái cho biết rằng là ông sẽ có một cái cuộc trả đũa chính thức và chúng tôi sẽ cho quý vị nhắc lại cái cơ hội để mang lại cái ánh sáng trong vấn đề này và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trong những cái điều mà do thái sẽ làm ông ta sẽ có một, một cái phản ứng rất quyết liệt đó là lời phát biểu của ông Kelly nói về ông Netanyahu tôi nghĩ rằng Iran có thể sẽ là một cái cuộc tấn công vào các cái khu vực mà Iran đang tìm cách bảo vệ là khu vực nguyên tử hoặc là phía do thái sẽ tìm cách trượt theo nhà lãnh đạo tối cao của Iran đây được xem là những cái phản ứng mới nhất của phía Hoa Kỳ và phía của cộng đồng quốc tế đưa ra sau khi mà Iran tấn công gần 200 cao tuyển vào lãnh thổ của Do Thái. Cùng một lượt thì lực lượng của Do Thái đã bắt đầu hiện diện ở tại Lebanon. Trong khi đó thì phía Hezbollah cho biết họ có cuộc đụng độ với lực lượng của Do Thái. Bản tin từ Jerusalem cho biết thì lực lượng quân sự của Do Thái trong ngày thứ tư nói rằng họ đã bắt đầu tiến quân và đưa những đơn vị thiết giáp của họ à, hoạt động dưới mặt đất tiến vào Lebanon, gia tăng áp lực với Hezbollah và tìm cách trả đũa cho việc mà Iran đã tấn công hỏa tiễn vào lãnh thổ Do Thái. Trong đó thì à, cuộc chiến diễn ra đang diễn ra tại giải Gaza. Do Thái đã bắt đầu gia tăng sự hiện diện ở phía nam của Lebanon và phía bắc của Do Thái sau khi mà có hàng loạt các cuộc tấn công qua lại giữa Hezbollah và Do Thái bằng không à, bằng các cái cuộc không tập hoặc là các cuộc à, tấn công bằng pháo kích một ngày sau khi mà Iran bị tấn công vào trong lãnh thổ của Do Thái, gia tăng sự e ngại là cái khu vực sản xuất dầu hỏa Trung Đông có thể sẽ bị trở ngại bởi cuộc chiến mở rộng tại đây. Iran trong ngày thứ tư nói rằng cuộc tấn công này là cuộc tấn công nhấn, lớn nhất nhắm vào Do Thái đã được xem là vốn là bị khiêu khích và phía Do Thái và Hoa Kỳ đã cố tình và quản coi là thúc đẩy cho cái việc tấn công này. Trong khi đó thì việc này thì diễn ra giữa lúc mà do thái cho biết là họ đã bắt đầu đưa tất cả lực lượng dưới mặt đất tiến vào do thái à, tiến vào lebanon trong đó gồm có sư đoàn 36, à, kể cả cái lữ đoàn có tên là golani và cái sư đoàn 188 về thiết giáp cũng như là sư đoàn số 6 đặc trách về công binh đã bắt đầu tiến vào khu vực của lebanon và lực lượng quân sự cho biết là cần tiến quân này sẽ là một cái cuộc là thanh sát đối với là Hezbollah. Trong khi đó thì phía Hezbollah cho biết là họ đã có cuộc đụng độ với lại lực lượng quân sự Do Thái ở tại biên giới thị trấn có tên là Marun Eras sau khi mà lực lượng Do Thái đã bắt đầu tiến vào là lãnh thổ của Lebanon và nhóm này cho biết họ đã bắn các đạn rocket vào các vị trí quân sự ở bên trong của Do Thái. Trong khi đó thì một nhóm đặc trách về truyền thông của nhóm này có tên gọi là Mohammed Afif cho biết là cuộc chiến chỉ là mới cái vòng đầu tiên và sẽ có thêm các cuộc chiến khác. Họ có đầy đủ binh sĩ, đạn dược và vũ khí để mà đẩy lùi cuộc tấn công của do Thái. Hiện nay vẫn chưa có lời phát biểu từ phía của do Thái. Phía do Thái tái nhắc lại là việc đánh bom vào sáng ngày thứ tư ở miền nam Bler, ngoại ô của thủ đô Beirut được xem là cái nơi gọi là sao uh, huyệt mạnh mẽ của nhóm hồi giáo Hezbollah. Trên hàng chục cuộc không tập đã tấn công vào khu vực này trước khi mà lực lượng quân sự của họ tiến vào đây. Đây được xem là một trong những cái tin tức mới nhất đã được đưa ra. Trong khi đó, thì báo cáo cho biết 1.900 người đã bị thiệt mạng và 9.000 người khác đã bị thương kể từ cái cuộc tấn công của đôi bên diễn ra trong thời gian vừa qua, suốt gần một năm qua và trên một triệu người đã bị buộc phải rời khỏi gia đình của họ và quê nhà của họ ở tại miền Nam Lebanon và cả, cả miền Bắc của Jordan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Đông ngày hôm nay. Giới chức chỉ huy hàng đầu của Hamas bị sát hại tại Lebanon vốn là một nhân viên của cơ quan cứu trợ tị nạn người Palestine của Liên Hợp Quốc tức là UNRWA sau khi mà ông này rời khỏi. Bản tin từ CNF cho biết thì cơ quan Liên Hợp Quốc đặt trách về người tị nạn của người Palestine nói rằng viên chức hàng đầu chỉ huy đã bị sát hại tại Lebanon hôm thứ Hai vừa qua vốn là một nhân viên của họ đã bị ngưng lại sau khi có cáo buộc là ông này có quan hệ với nhóm dân quân hồi tháng 3. Người này có tên là Fatas Tập đã có liên hệ với Hamas và trong đó đã gia tăng các áp lực đối với lại cơ quan UNRWA sau khi mà đối diện với 80 triệu bị ngưng lại bị thiếu hụt trong năm nay và lời chỉ trích này đã được nhắc lại và khiến cho cơ quan này trở nên lúng túng hơn và không làm đủ để ngăn chặn tất cả những thành viên của Hamas đã trốn và làm việc cho cơ quan này và cuộc nội điều tra nội bộ của cơ quan Liên quốc đã cho thấy rằng là trong cái cuộc tấn công vào do tháng ngày 7 tháng 10 có tổng cộng ít nhất là 12 nhân viên của 他们。哦 can dự trực tiếp vào cuộc tấn công này và lúc đó lực lượng vũ trang đã sát hại 1.200 người do thái, bắt cóc khoảng 251 con tin và cáo buộc này nói rằng có hàng chục khiến cho hàng chục những quốc gia à, hỗ trợ cho cái quỹ này đã phải ngưng lại cái à, nguồn ngân quỹ của họ cung cấp cho à, cơ quan tị nạn của người Palestine và trong đó à, trị giá khoảng 450 triệu mỹ kim và kể từ đó các quốc gia mà cùng quyên góp đã tra, chấp thuận cái quyết định của Liên hiệp quốc là sẽ quay trở lại tiếp tục hỗ trợ cho cơ quan này và Ham nói rằng Sarip đã bị sát hại cùng với vợ của ông ta và con gái của ông ta uh, trong cuộc không tập ở tại cái trại trại tử nạn gọi là Anpur, uh, một trong 112 người 112 uh, cái trại tị nạn của Palestine ở tại miền Nam Lebanon nằm ở cái thành phố biển gọi là Tyre và lực lượng quân sự do Thái xác nhận là đã nhắm nhục mục tiêu vọng này. Ông Sarip đã không có uh, À, gọi là tiết lộ nhiều về cái cánh vũ trang mà ông ta đã từng nắm giữ và hiện nay thì phía Liên Hiệp Quốc cho biết là ông ta vốn là nhân viên của Liên Hiệp Quốc và giờ đây thì ông ta là một chỉ huy cao cấp của Hamas đã bị sát hại tại miền Nam Lebanon đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày ngày hôm nay thì Nga đã bác bỏ các cuộc đối thoại về một cái thỏa ước mới nguyên tử với Hoa Kỳ Bản tin mới nhất cho biết Nga sẽ không thảo luận và ký một cái thỏa ước mới với Hoa Kỳ à, thay thế một cái thỏa ước cũ trước đây về việc mà kềm chế cái chiến lược về nguyên tử sẽ hết hạn vào năm 2026 và nói rằng họ cần gia tăng về việc gọi là đối phó với những quốc gia đe dọa tới phía của nước Nga. Điện Kremlin đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ tư thứ ba. Phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov đã đưa ra lời phát biểu về việc mà có thể có lại một cái hiệp ước mới gọi là New Strategic Arms Reduction Treaty hay còn gọi là New Star. À, vốn sẽ hết hạn vào ngày 5 tây tháng 2 năm 2026 và thỏa thuận này là sẽ giảm đi tất cả các cái đầu đạn nguyên tử giữa Hoa Kỳ và của Nga và họ không thể khai triển bất kỳ một cái hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử nào trên tất cả các mà mảnh đất trên tất cả các tiềm thủy đỉnh hoặc là các cái hệ thống quanh tạc cơ và cũng cũng như là trên tất cả các cái hàng không mẫu hạm. Đây được xem là một trong những cái thỏa ước kềm chế giữa Hoa Kỳ và của Nga ông tổng thống Vladimir Putin năm 2023 đã ngưng lại cái việc mà nga thực thi tất cả những cái thỏa ước với Hoa Kỳ về việc mà Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine và Moscow vẫn tiếp tục duy trì các cái đầu đạn nguyên tử, các cái hỏa tiễn và các cái uh quanh tạc cơ cọ à, dưới giới à, hạn dưới cái, cái 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 limit này của cái thỏa thuận này. Tuy nhiên thì à, một nguồn tin từ nga đưa ra thì cho biết rằng là nga sẽ không ký thêm cái hiệp ước mới với hoa kỳ cho tới khi nào mà washington đưa ra một cái à, quyết định dứt khoát là không hỗ trợ cho ukraine trong cuộc chiến tại à, ukraine và ông baskov đã được hỏi về vấn đề này và ông ta nói rằng đầu năm nay thì tổng à, thống Putin đã có thay đổi các điều kiện và trong đó có thể thảo luận một cái chiến lược mới về vấn đề vũ khí và vũ khí nguyên tử và gần như là chúng tôi đã không có cái cái trở ngại gì. Tuy nhiên thì việc mà lắp đặt thêm các cái, cái cơ sở về nguyên tử của Hoa Kỳ về quân sự ở tại Âu Châu, điều này đã đe dọa tới chúng tôi và Nga sẽ không làm điều này. Nga sẽ không quay trở lại tất cả những cái thỏa ước mới về nguyên tử đối với Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, tân lãnh đạo của NATO đã lên tiếng ca ngợi ông Trump và tiếp tục cam kết ủng hộ cho Ukraine tân tổng thư ký của liên minh NATO là ông Mark Rutte đã chính thức nhận chức vào ngày hôm qua lên tiếng ca ngợi cựu tổng thống Donald Trump trong cái lời cam kết mới nhất ủng hộ cho Ukraine và bảo vệ chống lại sự xâm lăng toàn diện của Nga. việc mà <laughs> Tổn phí trong việc hỗ trợ của Ukraine nó còn hơn tất cả những gì chúng ta đã đối diện và chúng ta vẫn để cho không thể để cho cho, cho Putin có thể à, à, gọi là đối, chiến thắng trong cái cuộc chiến này, ông Rút đã phát biểu như trên trong cuộc họp báo đầu tiên khi mà ông nhà làm lễ nhận chức ở tại Brussels. 32 thành viên của NATO đã bổ nhiệm ông Rút trong à, hồi tháng mùa hè uh, năm vừa qua sau khi mà uh, vị uh, thủ, cựu thủ tướng của hòa lan đã nhận được cái uh, sự hỗ thuận của hoa kỳ của đức và của anh bất kể rằng ông uh, rất là ít cái uh gọi là có một cái kinh nghiệm về vấn đề quốc phòng trong lúc mà ông quản trị đất nước của Hà Lan và thách thức của quốc gia ông là vấn đề đầu tư về vấn đề gọi là quốc phòng và ông nói rằng phía Hà Lan đã không đạt được cái yêu cầu của NATO trong cái ngân sách quốc phòng là 2% trong tổng số GDP và ông Ruth đã bắt đầu ta có những cái thách thức trong cái liên minh của Tây phương và đối diện với sự đe dọa của phía Nga và trong lúc mà hậu thuẫn cho Ukraine và ông Rudd đã lên tiếng và nói rằng điều quan trọng nhất NATO phải tăng cường cái ngân sách quốc phòng của mình và tăng cường thêm việc có mối quan hệ với các đối tác dọc theo tuyến đường Indo-Pacific và khi mà nói được nói đến điều này thì ông đã ca ngợi cựu tổng thống Trump đã nhìn ra được vấn đề này từ vài vài năm trước và đã áp lực NATO và ông Trump đã thúc đẩy NATO là phải tăng cường ngân sách quốc phòng ông Rudd cho biết và chính điều này ông đã cho thấy rằng là phía của ông Trump đã nhìn thấy được cái sự gọi là tham vọng của nga và đồng thời ông cũng thúc đẩy chúng tôi trong vấn đề đối phó với trung quốc và tôi nghĩ rằng ông đã chính xác và ông đã đúng đứng đắn trong cái vấn đề này và tân tổng thư ký của liên minh nato đã tái nhắc lại lời ca ngợi và à, ta, ta, gọi là tạo tính dụng cho cựu tổng thống trump à, trước tình hình mà gọi là buộc tất cả các đồng minh là phải đầu tư vào ngành quốc phòng cảm ơn ta, ông trump à, đã, và các đồng minh đã, đã gia tăng cái ngân sách quốc phòng từ năm 2018 ông rút đã cho biết như trên và ông nói đang hiện nay, tổng cộng có 23 quốc gia trong tổng số 32 quốc gia đã đạt được cái yêu cầu là 3 là 2% trong tổng số GDP của họ. Tuy nhiên thì ông nói rằng cần phải tăng thêm ngân sách quốc phòng trước tình trạng mà thay đổi cái cục diện tại Âu châu. Đây được xem là một trong những lời ca ngợi của tân tổng thư ký của Liên minh NATO mới nhận chức và đã lên tiếng và nói rằng NATO cần phải tăng cường cái sức mạnh quân sự của mình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay tàu hải giám của trung quốc đã bước vào khu vực bắc cực lần đầu tiên đi tuần chung với là tuần các tàu chiến của nga bản tin từ hãng thông tấn reuters cho biết là một tàu hải giám của Trung Quốc đã bước vào khu vực Bắc Cực lần đầu tiên và tham gia đi tuần tra chung với các tàu à, tuần duyên của Nga theo tường trình của giới truyền thông đưa ra vào ngày thứ tư. Chiếc tàu này à, gọi là Mashan ngày thứ ba đã bắt đầu đánh dấu năm thứ 75 khi mà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã đánh dấu năm thứ 75 là cái kỷ niệm về mối quan hệ của Nga và Trung Quốc và tiếp theo cuộc à, tham gia tuần tra chung giữa hai quốc gia này là thực hiện ở phía bắc của khu vực Thái Bình Dương à, kể từ ngày 21 tây tháng 9 và Bắc Cực được xem là có đang có sự gia tăng rất nhiều trong các cái tuyến đường về thương mại và trong đó nối liền giữa khu vực của à, và Thái Bình Dương và khu vực biển của Đại Tây Dương giữa lúc mà tình trạng gọi là cái toàn cầu bị hâm nóng và có thể ảnh hưởng tới cái vùng Bắc Cực đây được xem là lần xuất hiện đầu tiên của Trung Quốc à, với lại nga ở trên việc tuần tra trên khu vực vùng Bắc Cực và tàu hải giám của Trung Quốc đã xuất hiện tại đây đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đối thoại để tránh tình trạng Trung Quốc trả đũa khi mà Hoa Kỳ tăng cường đánh thuế vào các mặt hàng của Trung Quốc. Bản tin từ Washington cho biết Trung Quốc sẽ không trả đũa nhắm vào các mặt hàng của Hoa Kỳ sau khi mà Hoa Kỳ đánh thuế vào các mặt hàng của Trung Quốc và bởi vì đôi bên đang có những cuộc tiếp tục đối thoại ở hai nền kinh tế lớn nhất của thế giới một viên chức hàng đầu của bộ tài chánh đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ ba người này có tên là jay sabu được xem là th thứ trưởng bộ tài chánh đặc trách về quốc tế đã nói với lại cái uh, chương trình radio gọi là marketplace là nền kinh tế trung quốc đang uh, gặp khó khăn và họ đang tiếp xúc với các đối tác Hoa Kỳ để hiểu được tất cả những cái chính sách của chính quyền Joe Biden khi mà chính quyền Joe Biden đã quyết định đã áp dụng thuế vào ngành thép, ngành nhôm cũng như là các cái xe điện và các cái bình điện lithium cũng như là về semiconductor, về các cái panel solar và cùng với một số những gọi là những cái mặt hàng chiến lược khác và rất nhiều loại thuế bao gồm đến 100% đánh thuế vào các cái xe điện của Trung Quốc, 50% vào các cái solar panel của Trung Quốc và 20 25% đánh vào thép và nhôm của Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 27 tháng 9 và gần như là phía Trung Quốc à, à, bị giá giới hạn rất nhiều việc tiếp cận với ngành semiconductor của Hoa Kỳ và trong đó gần như là nó sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tây tháng Giêng năm 2025 và Sabu người đang dẫn đầu một phái đoàn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ có mặt tại Bắc Kinh từ ngày 19 tới ngày 20 đã nói rằng các viên chức của Trung Quốc hiểu được mức thuế này là để à, cái chiến lược gọi là à, bảo vệ cho các cái kỹ nghệ giữa lúc mà chính quyền Joe Biden đang đầu tư vào những cái sản xuất khác của Hoa Kỳ để được xem là cuộc gặp gỡ mới nhất và trong đó sự tiết lộ về cuộc tiếp xúc của bộ tài Chánh với lại phía Trung Quốc là phía Trung Quốc dường như là không có ý định trả đũa khi mà Hoa Kỳ tăng thế vào các mặt hàng của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay lần đầu tiên một cái quỹ đầu tư lớn nhất trên thế giới là BlackRock đã lên tiếng và nói rằng Trung Quốc đã ủng hộ cho kẻ thù của chúng ta khi tiếp tục duy trì mậu dịch với lại phía của nga bản tin mới nhất cho biết thì cái quỹ đầu tư lớn nhất trên thế giới là Black Rock đã lên tiếng và nói rằng cáo buộc Trung Quốc đã có hành động ủng hộ cho kẻ thù của chúng ta khi tiếp tục có những cuộc giao dịch với Nga. Người này là Larry Fink, lãnh đạo của một cái công ty quỹ đầu tư có trị giá lên tới 10.000 tỷ đồng, 10.000 tỷ Mỹ Kim và và trong đó ông nói rằng các cái công ty nên về duyệt xét lại và đánh giá lại cái giá trị của họ khi mà tiếp tục làm ăn với Trung Quốc giữa lúc mà Bắc Kinh vẫn tiếp tục ủng hộ cho điện Kremlin. Phát biểu về Trung Quốc, ông nói trong một cái cuộc hội nghị ở tại Berlin. Ukraine là một trong những cái bước quan trọng mà tôi nghe. bất ngờ là một nó trở thành một cái câu hỏi lớn trong vấn đề đòi hỏi và quý vị đang ủng hộ cho những kẻ thù của chúng tôi và chúng tôi đang có hàng tỷ mỹ kim hàng tỷ mỹ kim ủng hộ cho sự sống còn của ukraine và điều này là một cái chi phí rất lớn và nga được xem là một kẻ một cái quốc gia gọi là đe dọa tới tất cả những cái ăn của âu châu nay lại được sự ủng hộ của trung quốc và nền kinh tế của trung quốc và tôi đứng đây để có thể nói với quý vị rằng tôi không tin rằng là chúng ta sẽ phải tiếp tục đầu tư vào trung quốc và ông finn đã, đã phát biểu dưới lúc mà công ty BlackRock được xem là có cái vai trò quản lý cái nguồn ngân quỹ lớn nhất trên thế giới và công ty này trước đây vốn đã có rất nhiều những nguồn đầu tư tại Trung Quốc. Năm nay 71 tuổi, ông này được xem là nhân vật có đầy ảnh hưởng đã à, xuất hiện trên cái chương trình gọi là World Economic Forum và kể cả một cái à, tổ chức chiến lược của Hoa Kỳ là một cái à, hội đồng đặc trách về mối quan hệ à, quốc tế cũng như là các tổ chức về nhân đạo. Trong đó, ông đã lên án gây gắt về việc mà Trung Quốc đã tiếp tục có những mối quan hệ kinh tế với Nga và ông kêu gọi tất cả các các quốc gia và các công ty nên là duyệt xét lại cái giá trị của mình khi tiếp tục làm ăn với phía Trung Quốc mà trong lúc Trung Quốc vẫn tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế của Nga và Nga đã sử dụng cái nguồn kinh tế này cho nguồn máy chiến tranh của họ tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay lợi dụng tình hình biến cố xung đột tại Trung Đông càng lúc càng gia tăng. Tàu chiến của Trung Quốc đã bắt đầu có những cái hành động gây nguy hiểm ở một cái địa điểm nóng mới ở tại khu vực quần đảo Trường Sa gọi là Half Moon Shoal, tức là bãi cả chúng ta tạm gọi là bãi cạn à, bán nguyệt, tức là chỉ Half Moon tức là chỉ bán nguyệt ngay trên quần đảo Trường Sa. <laughs> bản tin mới nhất từ ở biển đông cho biết thì một cái điểm nóng mới đang trở thành một cái nơi mà được xem là có uy hiếp của cộng sản trung quốc khi mà cộng sản trung quốc đã gửi một chiếc tàu có trang bị cả hỏa tiễn à, rượt đuổi theo một chiếc tàu của philippines ngay khu vực gọi là hap Moonsho, tức là bãi cạn Bán Nguyệt, gia tăng báo động rằng Trung Quốc đang gia tăng cái quyền lực thống trị của họ tại khu vực này và nơi đây được xem là cách 60 hải lý ở cái đảo Palawan và Half Moon Shore, tức là bãi bãi cạn Bán Nguyệt này đã trở thành một cái nơi tranh chấp mới nhất và điểm nóng nhất ở tại khu vực biển Đông trong ngày thứ sáu thì một chiếc Cessna mà tức là một chiếc máy bay của philippines thuộc cái cơ quan ngư nghiệp của philippines đã bay ở trên đây và họ đã bị một chiếc tàu tòa hải giám của trung quốc dùng cái tia laser chiếu thẳng lên trên cái à, ánh mắt của phi công khiến cho phi công đã bị à, lạc tay lái và phải lái qua một đường bay khác cùng một lượt thì một chiếc tàu của Trung Quốc gọi là Thái 22 Hobby đã rượt đuổi một hai chiếc tàu của Philippines là BFAR ở gần khu vực của bãi cạn Hasa Hasa Son mà Philippines gọi là Bayunaiao và trong đó thì tàu của Philippines là chiếc BAP Datu Romandes và chiếc thứ hai là BAP Taradibic đã bị rượt đuổi bởi các chiếc tàu hải giám của Trung Quốc và các chiếc tàu gọi là hải hải quân của Trung Quốc trong đó có luôn cả những chiếc tàu lắp đặt những cái hỏa và giới chức philippines cho biết là các chiếc tàu của trung quốc được trang bị tất cả những cái À, vật dụng cần thiết và bao gồm trong đó cả những cái tia laser chiếu vào cái uh, chiếc Cessna tức là chiếc máy bay của lực lượng ngư nghiệp của Trung Trung Quốc và điều này cho thấy rằng là Trung Quốc đã bắt đầu gây hấn và có những cái hành động được xem là lấn áp chủ quyền ở trên khu vực nằm trong cái đặc quyền kinh tế của Philippines và đây là bãi cạn mới nhất gọi là bãi cạn Moon hay còn gọi là bãi cạn bán mà bán Nguyệt và đây được xem là cái khu vực mà Trung Quốc thường xuyên đã có những cuộc đụng độ với lại Philippines ở trên bãi cạn Sabina bãi cạn Scarborough Bãi cạn Second Thomas và bây giờ tới phiên cái bãi cạn Half Moon Đây là những nơi mà được xem là điểm nóng Và trong nơi đây cũng là quần đảo Trường Sa Là cái nơi mà đang có tranh chấp chủ quyền giữa Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam và Trung Quốc Trong khi đó thì cộng đồng quốc tế đã bác bỏ việc mà Trung Quốc cho rằng Toàn bộ khu vực này là đường lưỡi bò và lãnh hải của Trung Quốc Và cuộc gọi là xung đột này có thể có sẽ dẫn tới một cái cuộc xung đột lớn hơn Cùng một lượt trong ngày lễ đại lễ quốc khánh của Cộng sản Trung Quốc thì lực lượng PLA ở miền Nam đã thực hiện một cuộc tập trận chỉ vài ngày sau khi có cuộc tập trận của Hoa Kỳ và năm quốc gia tại khu vực bắc kinh đã tập có cuộc tập trận tại à, khu vực biển đông trong tuần lễ này vài ngày sau khi mà vương nghị lên tiếng cáo buộc rằng hoa kỳ đã cố tình gây à, gọi là bất ổn ở khu vực tranh chấp lực lượng pile thực hiện cuộc tập trận này à, đúng vào cái ngày lễ đa quốc khánh của cộng sản trung quốc à, tiếp theo việc mà hoa kỳ đã có cuộc tập trận chung với lại các quốc gia đồng minh tại khu vực gồm có philippines australia tức là úc Japan và là Nhật Bản và New Zealand bắt đầu từ hôm thứ Bảy vừa qua. Và cuộc tập tận thường niên này là cuộc huấn luyện bình thường của lực lượng chỉ huy miền Nam. Trong đó chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những cái tiến trình cần thiết bao gồm khả năng chiến đấu và kể cả các khả năng cấp cứu trên mặt biển tại Biển Đông từ ngày 30 cho tới ngày mùng 1 tây tháng 10 ở trên khu vực tại vùng biển của chúng tôi. Đây là lời phát biểu của Bộ Chỉ huy miền Nam Trung Quốc đưa ra. Và cuộc tập trận này dường như là để phản ứng với cuộc tập trận của Hoa Kỳ và các đồng minh trong lúc Trung Quốc chọn đúng ngày lễ quốc khánh của họ. Lực lượng pile đồng thời trước đó cũng đã có cuộc tập trận tại à, bãi cảng Scarborough, à, mà nơi mà Manila xem là vùng đặc quyền kinh tế của mình vào hôm thứ sáu tuần trước. À, trong lúc đó thì à, giữa lúc mà chỉ có vài giờ sau khi mà năm quốc gia đã tham gia cuộc tập trận chung với Philippines và Philippines cho biết cuộc tập trận năm quốc gia này là để gia tăng sự hợp tác và gia tăng cái quyền kiểm soát hàng hải trên mặt biển dọc theo tuyến đường Indo-Pacific và bảo vệ cho quyền tự do và mở rộng hàng hải. vào tuần trước trong cuộc gặp gỡ giữa ông Vương Nghị và ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken tại New York ở bên lề của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nơi mà ông ta nói rằng Hoa Kỳ không nên can dự vào câu chuyện của biển đông và làm gây khó khăn tại biển đông và Hoa Kỳ không nên gây ra vấn đề ở tại khu vực biển đông hoặc là phá hủy cái khu vực ở đây với các quốc gia khác. Đây là lời phát biểu của Vương Nghị đưa ra. Trong khi đó, thì ông Anthony Blinken khẳng định rằng khu vực biển đông là khu vực quyền tự do hàng hải và mở rộng, đặc biệt là khu vực nằm đặc quyền kinh tế của Philippines là Trung Quốc không nên có những hành động khiêu khích và tấn công vào tất cả những cái bãi cạn mà trong đó uy hiếp tới lực lượng ngư nghiệp và các cái hoạt động dân sự của Philippines. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra giữa lúc mà phía của biển đông đang trở nên nóng bỏng hơn cùng một lượt thì philippines đã bắt đầu có cái chiều hướng thu hút rất nhiều những công ty quốc phòng trên thế giới bắt đầu đổ về philippines trong lúc mà biển đông đang căng thẳng bản tin mới nhất cho biết thì các cái công ty quốc phòng của thế giới đã bắt đầu hiện diện tại philippines trong lúc một quốc gia này đang tìm cách hiện đại hóa quân đội của họ với trị giá hàng tỷ đô la trong đó thì gần như đang diễn ra giữa lúc mà có tình hình căng thẳng tại biển đông từ công ty Lockheed Martin của Hoa Kỳ cho tới công ty Sweden Saab và công ty của do Thái là à, Rafael và công ty của nga và ấn độ là Venture Promos và, và tổng cộng có 291 công ty đã tham gia vào một cái cuộc triển lãm quân sự ở tại Manila vào tuần trước và để à, khoe ra tất cả những vũ khí của họ Philippines được xem là một cái thị trường mới của kỹ nghệ quốc phòng. Đó là lời phát biểu của Chester Capaza, được xem là tổng giám đốc của một cái tổ chức chiến lược ở tại Manila và đặc trách về vấn đề hợp tác quốc tế. Manila hiện nay đang có mà à, đang có khoảng à, tìm kiếm con số tiền 35 tỷ Mỹ kim để xây dựng tất cả những cái à, hệ thống quốc phòng của họ trong vòng một thập niên tới trong lúc mà đang đối diện với sự bức hại của Trung Quốc trên biển đông và điều này đã khiến cho rất nhiều những công ty quốc phòng đã bắt đầu tụ tập tại Manila và dưới quyền của ông Marcos thì Philippines đã bắt đầu tăng cường ngân sách của quốc phòng và tăng cường cái sự gọi là hợp tác với đồng minh Hoa Kỳ và các quốc gia tại khu vực trong đó bao gồm cả Nhật Bản lẫn Úc và lo ngại rằng sự đe đe dọa của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng ở khu vực đây được xem là một trong những cái chính sách thay đổi của Philippines và dẫn tới tình trạng mà quốc gia này đã bắt đầu có những cái uh, dịch chuyển và có những cái tăng cường về ngân sách quốc phòng đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay Đức đã cho bắt giữ một người phụ nữ bị cáo buộc đã chuyển rất nhiều những thông tin cho một kẻ được nghi ngờ là hoạt động gián điệp cho Trung Quốc Chính quyền của Đức đã cho bắt giữ một công dân Trung Quốc bị cáo buộc là đã chuyển rất nhiều những thông tin về những cái cuộc vận chuyển ở tại phi trường cho một người đàn ông tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc. Các công tố viên đã đưa ra vào ngày thứ ba, người phụ nữ này được xác nhận có cái tên là Zaki X à, vốn là đã ừ, à, bị bắt giữ ở một cái thành phi trường ở phía đông của thành phố Leipzig. Ziz à, theo tường trình của các công tố viên đưa ra bản statement. Bà này bị nghi ngờ là làm việc cho cơ quan tình báo của Trung Quốc cung cấp các cái thông tin về chuyến bay, những vận chuyển về các cái dụng cụ quân sự và kể cả các khách hàng. Nghi can này làm việc với một công ty về vận chuyển ở địa phương và bà ta phụ trách về cái mảng ở phi trường gọi là How Airport theo tường trình của các công tố viên. Và bà này từ tháng... Từ tháng 8 năm 2023 cho tới giữa tháng 2, bà ta đã chuyển rất nhiều những thông tin cho một nhân vật tên là Chan Gu, một công dân đức tuy nhiên thì mà nhân vật này đã làm cho một uh, nhân vật chính trị cánh hữu ở tại um, uh, nước đức và đã bị bắt giữ hồi tháng tư trong đó các công tố viên cáo buộc rằng nhân vật này làm gián điệp cho trung quốc và quan tòa trong ngày thứ hai đã ra lệnh cho Cha X đã bị bị uh, tống giam và và các công tố viên đã cho bắt giữ bà này. Bà này đã chuyển rất nhiều những thông tin về các cuộc vận chuyển của uh, phi trường này, trong đó bao gồm luôn các cái cuộc vận chuyển về các dụng cụ quân sự của nước Đức và kể cả một số những cái uh, nhà bất đồng chính kiến của uh, Trung Quốc ở tại nước Đức. Đây được xem là một trong vụ bắt giữ mới nhất của Đức nhắm vào các người hoạt động cho nhà nước cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và đáng lý mỗi một ngày thì Phong vẫn có cái cuộc đọc cái phần comment của quý vị. À, tuy nhiên thì à, ngày hôm nay Phong mới xuất viện và cố gắng thực hiện cái bản tin tổng hợp cho quý vị. Do đó thì cáo lỗi cùng quý vị là ngày hôm qua Phong đã không có làm được chương trình bởi vì à, nằm trong bệnh viện để giải phẫu. Do đó thì à, mới xuất viện vào chiều ngày hôm qua và thu xếp để sáng ngày nay làm cái chương trình tin tổng hợp cho quý vị do đó phong chỉ đọc tin mà thôi không có đọc comment quý vị ngày hôm nay đồng thời cũng cáo lỗi với tất cả những khán thính giả tại đài loan là cái chuyến đi đài loan của phong vào thứ sáu tuần này thứ bảy tuần này đã phải hủy bỏ bởi vì bác sĩ không cho phép lên máy bay và phải ở lại dưỡng à, ở đây và chưa biết cái là thời gian dưỡng như thế nào tuy nhiên thì à, cuộc giải phẫu ngày hôm qua thành công và, à, và sức khỏe phong tương đối phục hồi tuy nhiên nó vẫn còn yếu do đó thì à, thứ nhất là chương trình phong của phong sẽ không được đều đặn trong vài ngày tới à, có thể livestream được và có thể không livestream được do đó báo trước cho khán giả biết và có một số chương trình thì phong cho re up lại và một số chương trình thì phong làm trực tiếp cho quý vị là bởi vì à, cái tình trạng sức khỏe thì hy vọng rằng là quý vị khán giả thông cảm cho hôm nay cố gắng quay trở lại để duy trì bản tin tại vì phong biết được có rất nhiều những quý vị lớn tuổi vẫn thường xuyên xem cái chương trình tin tức của phong mỗi ngày quen rồi mà bây giờ thiếu vắng thì à, à, quý vị không biết đi đâu xem tin tức thì do đó phong cố gắng làm cái chương trình tin tức này để đáp ứng cho những quý vị lớn tuổi mà thường xuyên theo tin tức cho đó thì xin quý vị ta cáo lỗi cái cùng các khán giả và thông cảm cho hôm nay phong không có đọc comment và chương trình tin tức của ngày hôm nay của phong tới đây chấm dứt cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở những chương trình khác. Nếu sức khỏe vẫn tiếp tục cho phép giống như bây giờ thì Phong sẽ cố gắng thực hiện đầy đủ chương trình cho quý vị. Một lần nữa, cảm ơn tất cả khán thính giả rất nhiều và cảm ơn à, sự thông cảm của quý vị và Phong sẽ trở lại sau. Bye bye.